À, xin chào tất cả các bạn à, rất vui được quay trở lại ở cái video bài học à, tiếp theo à, đây trong video này thì tôi sẽ trả lời cho anh chị tại sao chúng ta phải tham gia vào đầu tư tài chính à, vâng để trở nên muốn mong muốn trở nên giàu có thì chúng ta sẽ có hai cái công việc chính chúng ta có thể tham dự Chúng ta có thể tham gia vào để chúng ta xây dựng cho mình một sự nghiệp để giúp cho cái cái, cái cuộc sống chúng ta, giúp cho cái bức tranh tài chính của chúng ta có thể mở rộng hơn. Một là chúng ta tham gia vào kinh doanh, hai là chúng ta tham gia vào đầu tư. Vâng, trong đầu tư thì chúng ta sẽ có rất nhiều lĩnh vực, trong đó có đầu tư vào thị trường tài chính. Thế vậy tại sao lại tham gia vào đầu tư dựa vào thị trường tài chính mà không phải đầu tư vào các cái kênh khác? tất nhiên có, có có một cái tỷ trọng đầu tư vào kênh khác nhưng cái lựa chọn ở trong đầu tư tài chính là một cái lựa chọn hết sức là thông minh bởi vì lựa chọn đầu tư tài chính thì nó sẽ có mấy cái ưu điểm như sau mà các kênh đầu tư khác nó không ưu điểm bằng cái ưu điểm đầu tiên tôi muốn nói ở đây đó là thanh khoản đấy tôi muốn nói ở đây là thanh khoản ở trong bất kỳ lĩnh vực nào khi bạn mua vào một cái sản phẩm nào đó lúc nó tăng trưởng giá ra bạn muốn tất toán để chúng ta thu về lợi nhuận nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều vào thanh khoản nếu như thanh khoản mà thấp có nghĩa là gì chúng ta bán ra không ai mua hoặc là khi chúng ta muốn mua mà không ai bán thì đấy là liên quan đến thanh khoản. À, thế vậy là khi ở trong thị trường tài chính quốc tế thì cái lượng thanh khoản nó rất là lớn. Mỗi một ngày các anh chị có để ý có thể biết được là nó có cái tổng lượng giao dịch cỡ khoảng 6 đến bảy nghìn tỷ đô la một ngày và chính vì cái khối lượng giao dịch rất lớn như vậy, cho nên là tại bất kỳ một cái thời điểm nào trong ngày mà thị trường đang làm việc hoàn toàn anh chị có thể mua bất kỳ một cái sản phẩm nào hoặc bán bất kỳ một sản phẩm nào ngay lập tức sẽ có người bán cho anh chị hoặc ngay lập tức có người mua ngay cho anh chị đấy là gọi là cái thanh khoản thanh khoản nó phải rất lớn thì khi chúng ta có lợi nhuận rồi chúng ta muốn bán ra nó mới dễ hoặc đơn giản là khi chúng ta mua vào không may thị trường nó không đi đúng với xu hướng tính toán mà chúng ta mong muốn muốn cắt lỗ muốn thu vốn về chấp nhận rủi ro cắt mất một phần khoản, khoản vốn và thu vốn về thì nó cũng rất là nhanh chóng chỉ thực hiện trong tích tắc thôi còn nếu như anh chị mà đầu tư ở ngoài, tôi lấy ví dụ như năm xưa bất động sản bị đóng băng. Năm 2012 2013 bất động sản bị đóng băng. Lúc đó có rất nhiều bạn bè của tôi sở hữu rất nhiều đất nhưng mà không bán được cho bất kỳ ai. Cuối năm 2011 là bắt đầu thị trường bắt đầu giảm điểm và đến 2012 2013 gần như là thị trường tê liệt. Và lúc đấy là có rất nhiều mảnh đất ở vendo bán cũng không có ai mua. Đấy cái lúc đó gọi là thanh khoản là bằng bằng không. Và tương tự như vậy ở những năm xưa có những mã cổ phiếu ở trên thị trường tài chính Việt Nam trên thị trường cổ phiếu Việt Nam có là à, khi bán ra đặt lệnh bán là thì bên mua trắng tinh không có một ai đặt lệnh mua cả và anh chị em hay nói đùa gọi là múa bên trăng hay là trắng bên mua. Đấy, đấy là khi đó là liên quan đến thanh khoản. À, cảm ơn bạn đang theo dõi video của Phạm Thành Biên. Cảm ơn bạn. Hãy chia sẻ nó, hãy chia sẻ nó ngay để có thể giúp đỡ được ai đó ở ngoài kia. Phát thanh viên xin cảm ơn bạn. Cái ưu điểm thứ hai là chúng ta cần phải quan tâm đầu tư vào thị trường tài chính. Cái lý do thứ hai, lý do một là lý do liên quan đến thanh khoản, thanh khoản nó phải lớn đúng không ạ? Và lý do thứ hai là tham gia vào đầu tư vào thị trường tài chính thì ở thời buổi công nghệ bây giờ hoàn toàn chúng ta có thể dùng đòn bẩy về mặt công nghệ để tính toán ra xu hướng. Vâng bởi vì toàn bộ các cái chỉ số, toàn bộ các cái thông số của một mã hàng hóa, một mã sản phẩm hiện nay đã được số hóa ở trên đồ thị rồi. ở toàn bộ dữ liệu của nó trong lịch sử có thể hàng hai chục năm, ba chục năm người ta được người ta số hóa ở trên đồ thị và việc chúng ta dùng công cụ bằng công nghệ, à, bằng phần mềm để tính toán ra, phân lọc ra để tìm ra được cái quy luật của đồ thị để nhìn vào quy luật quá khứ để dự báo tương lai. Thế vậy là nhờ có công nghệ và bây chúng ta sẽ tính toán hoặc là thống kê hoặc là tính toán các cái mô hình, các cái quy luật nó rất là nhanh chóng đó tôi được gọi là đòn bẩy công nghệ rồi và cái lý do thứ ba cái lý do thứ ba tôi muốn nói ở đây lý do thứ ba là khi tham gia vào thị trường đầu tư tài chính chúng ta có thể tham gia ở bất kỳ đâu bạn muốn bạn có thể tham gia ở bất kỳ đâu bạn muốn chứ bạn chỉ cần có laptop và internet là xong bởi vì lúc đấy chúng ta kết nối điện thoại hoặc là laptop chúng ta vào uh, hệ thống giao dịch toàn cầu thì lúc đấy chúng ta có thể bất ở bất kỳ đâu chúng ta có thể tham gia được vào mua hoặc vào bán và vì thanh khoản rất là lớn như vậy cho nên là cái việc mà chúng ta có thể làm ở bất kỳ đâu đều được. Thậm chí là tôi ngồi trên máy bay tôi còn có thể thực hiện được ở uh, các cái tác vụ đầu tư trên thị trường. Đó một là một cái điều mà trước đây thì không thể, điều điều trước đây cách đây khoảng hơn chục năm trước thôi chứ không cần nói đâu xa. Uh, khoảng uh, hơn 10 năm trước là thực hiện điều đó là rất là khó khăn nhưng bây giờ nhờ có nền tảng công nghệ bây giờ chúng ta sẽ có thể thực hiện được mọi lúc mọi nơi và không phụ thuộc vào không gian giúp cho chúng ta có cuộc sống chúng ta như chúng ta mong muốn đấy là cái lý do thứ ba và cái lý do thứ tư lý do thứ tư tại sao tôi lại chia sẻ điều này ở lý do thứ tư này chúng ta sẽ biết được là ở thị trường đầu tư tài chính quốc tế hay còn gọi là đầu tư tài chính thì chúng ta có thể tham gia được cả chiều mua lên và chiều bán xuống như ở video lần trước chúng ta đã học cái bài đó rồi nếu anh chị em nào chưa nghe được cái uh, cái video thứ hai là tại sao kiếm tiền ở trên thị trường tài chính như thế nào thì anh chị có thể tìm cuốn dưới video này tìm cái video lần trước là nói về là kiếm tiền trên thị trường tài chính như thế nào thì anh chị có thể nghe lại video đó còn ở lý do thứ tư này chúng ta có thể kiếm tiền được cả hai chiều khi cả khi thị trường tăng giá và cả khi thị trường giảm giá mà nó không phụ thuộc vào khủng hoảng nếu như kinh doanh ở những cái lĩnh vực khác ở ngoài đời khi có khủng hoảng kinh tế xảy ra thì làm cho toàn bộ giá cả sản phẩm đều bị rớt giá rớt xuống điểm như này và lúc đó nếu chúng ta mà không có cái cái công thức bán khống thì lúc đấy chúng ta sẽ không thể tham gia được mà chúng ta chỉ có ngồi chờ 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 cho đến hết khi nào uh, cái cái nhịp điều chỉnh giảm xong thì chúng ta mới được quay trở lại mua lại nhưng ở đầu tư tài chính quốc tế thì nó có một cái điều thú vị đó là gì khi thị trường giảm giá thì tôi đặt là lệnh là mượn hàng hóa thông qua môi giới và tôi bán khống ra và chờ giá giảm xuống thấp thì tôi mua lại để trả ban đầu và tôi hưởng chênh lệch đấy đấy là bốn cái lý do bốn cái lý do mà tôi rất là thích khi làm việc với đầu tư tài chính quốc tế tất nhiên để thành công được với nó thì chúng ta cần phải có một hệ tư duy một hệ kiến thức đúng và một hệ công cụ đúng và động không thể thiếu được một người dẫn dắt chúc anh chị thành công trong đầu tư phạm thành biên xin hẹn gặp lại anh chị ở các cái video chia sẻ tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe những cái chia sẻ từ phạm thành viên hãy bấm nút phía dưới bấm ngay vào nút phía dưới đăng ký kênh của phạm thành viên sau đó bấm vào nút hình quả chuông vâng bấm vào nút hình quả chuông để nhận được những cái video mới nhất phạm thành viên xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn